Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ Sáu, ngày 1 tháng 2 năm 2019 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hoa dâng hương tại nhà lưu niệm Bác Hồ, tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp và làm việc với lãnh đạo tập đoàn CFC Nhật Bản sang tìm hiểu đầu tư vào tỉnh. Giá cả thị trường hàng hóa những ngày giáp Tết giữ ổn định, hàng hóa đa dạng phong phú phục vụ nhu cầu mua sắm Tết cho nhân dân. Công ty cổ phần Tiên Hưng gắn sản xuất với chăm lo quyền lợi cho người lao động. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2019 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Kỷ Hợi, sáng nay các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tới dâng hương, dâng hoa tại nhà lưu niệm Bác Hồ, tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh. Tại nhà lưu niệm Bác Hồ, các đại biểu bày tỏ lòng thành kính trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng nhớ công lao vĩ đại của người đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Trước tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, các đại biểu bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo kiệt xuất đã có nhiều đóng góp công lao to lớn cho quê hương, đất nước. Các đại biểu kính cẩn nghiêng mình trước vong linh các anh hùng liệt sĩ, những người đã xả thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Với truyền thống của quê hương văn hiến và cách mạng, Đảng bộ nhân dân Hưng Yên đã phát huy thành quả của cách mạng tháng 8, giành được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, góp phần thắng lợi và công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại các điểm dâng hương, dâng hoa, thay mặt Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, các đại biểu tâm nguyện luôn đoàn kết phát huy tinh thần cách mạng, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng tỉnh Hưng Yên ngày càng giàu mạnh, văn minh. Huyện Yên Mỹ vừa tổ chức dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và Trung tướng Nguyễn Bình ở thôn Yên Phú, xã Giải Phạm. Cuộc đời Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh mãi mãi gắn liền với sự nghiệp đổi mới của Đảng. Dù ở bất kỳ cương vị nào, đồng chí Nguyễn Văn Linh cũng đem hết sức lực cống hiến cho Đảng và nhân dân, đặt lợi ích của cách mạng, của nhân dân lên trên hết. Thực hiện lời dạy của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, Đảng bộ và nhân dân huyện Yên Mỹ đang phấn đấu đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, đưa nghị quyết Đại hội 12 của Đảng đi vào cuộc sống, giành nhiều thành tựu hơn nữa trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, nâng cao đời sống nhân dân. Nhân dịp này, huyện Yên Mỹ cũng tổ chức dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, dâng hương Trung tướng Nguyễn Bình, vị tướng quân Độc Nhãn nổi tiếng với trận đánh Kiểu Mẫu Đồn Bẩn làm cho quân thù khiếp sợ, đã được Đảng và Nhà nước truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, huân chương Hồ Chí Minh và huân chương quân công hạng nhất. Chiều ngày 31 tháng 1, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp và làm việc với ông Kenichi Saito, Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn GFC Nhật Bản đến tìm hiểu tiềm năng, lợi thế và môi trường hợp tác đầu tư tại địa bàn tỉnh. Tập đoàn GFC Nhật Bản là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông sản xuất khẩu, có chi nhánh tại hơn 60 nước trên thế giới. Tại Việt Nam, tập đoàn đang góp vốn đầu tư vào công ty trách nhiệm hữu hạn An Đình có trụ sở tại huyện Mỹ Hào, chuyên xuất khẩu các sản phẩm gạo. Sản phẩm gạo của tập đoàn hiện đang xuất khẩu sang nhiều thị trường như Úc, New Zealand, Mỹ. Tập đoàn mong muốn tỉnh tạo điều kiện để liên kết, phối hợp với nông dân xây dựng vùng nguyên liệu sạch, bảo đảm chất lượng phục vụ xuất khẩu. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng giới thiệu khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của tỉnh, đặc biệt là tiềm năng phát triển sản xuất nông nghiệp. Với tiềm năng lợi thế cũng như xu hướng phát triển hiện nay, tỉnh đang đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn cho nông dân để xây dựng các vùng nguyên liệu sản xuất nông nghiệp hàng hóa có chất lượng, phục vụ xuất khẩu. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng mong muốn tập đoàn nghiên cứu tăng cường đầu tư vào tỉnh trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, nhất là các sản phẩm nông nghiệp thế mạnh, đặc trưng của tỉnh như nhãn, cam, bưởi, hạt sen. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra công tác đổ ải phục vụ sản xuất vụ xuân tại hai huyện Ân Thi và Tiên Lữ. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đến ngày 1 tháng 2, toàn tỉnh đã lấy nước đổ ải được trên 26.000 ha, đạt 83,5% kế hoạch.
Qua kiểm tra, các trạm bơm của xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi các huyện đều bố trí công nhân trực 24/24 giờ để bơm nước đổ ải phục vụ sản xuất. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Quang yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh và xí nghiệp các huyện bố trí công nhân trực bơm nước liên tục khi có nước trên hệ thống. Đồng thời, tham mưu với Ủy ban Nhân dân huyện đôn đốc trạm bơm giã chiến của địa phương vận hành bơm nước nhanh khi hồ thủy điện xả nước, quyết tâm lấy đủ nước làm đất gieo cấy, thường xuyên kiểm tra trục vớt vật cản trên sông trục, đảm bảo thông thoáng và đắp ngay những điểm rò rỉ gây thất thoát nước. Các huyện thành phố đổ ải đến đâu phải tiến hành làm đất bừa lồng ngay đến đó để đảm bảo chất lượng đất cho gieo cấy lúa. Ngày 30 tháng 1, huyện Văn Lâm tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Văn Lâm. Năm 2018, các cấp ủy Đảng tại Văn Lâm tiếp tục triển khai hiệu quả nghị quyết đại hội các cấp, tập trung rà soát triển khai thực hiện việc sắp xếp tinh gọn bộ máy chính trị, tăng cường kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu. Về kinh tế xã hội, thu ngân sách vượt gần 37% chỉ tiêu được giao, 10 trên 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, công tác an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh quốc phòng được giữ vững. Năm 2019, các cấp ủy Đảng trong huyện tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, tăng cường đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với nhân dân để lắng nghe, giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất chính đáng của nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội. Ngày 30 tháng 1, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào thanh niên năm 2018, triển khai hoạt động năm 2019. Năm 2018, công tác hội và phong trào thanh niên trên địa bàn tỉnh đã thu hút đông đảo hội viên tham gia và được đánh giá cao, đặc biệt các cấp bộ hội đã tích cực triển khai đề án hỗ trợ thanh niên Hưng Yên sáng tạo, khởi nghiệp giai đoạn 2018-2022, đồng thời tổ chức tư vấn khởi nghiệp cho trên 6.000 lượt thanh niên và hỗ trợ xây dựng 9 mô hình khởi nghiệp của thanh niên. Năm 2019, với chủ đề công tác năm xây dựng hội vững mạnh, các cấp bộ hội Liên hiệp Thanh niên trên địa bàn tỉnh sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như tổ chức thành công Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hưng Yên lần thứ 5, nhiệm kỳ 2019-2024, triển khai tích cực sáng tạo hiệu quả phong trào thanh niên tình nguyện, góp phần thực hiện tốt công tác năm 2019 của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm giáp Tết Nguyên đán, thị trường hàng hóa ở các chợ tại thành phố Hưng Yên có giá cả khá ổn định, không có sự tăng giá đột biến. Khảo sát thực tế tại các chợ trên địa bàn thành phố Hưng Yên như chợ Phú Hiến, chợ Gạo, chợ Hiến Nam, ngày 27 Tết, một số hàng hóa tiêu dùng thiết yếu có sự tăng giá so với ngày thường. Cụ thể, thịt bò các loại giá dao động từ 200.000 đến 250.000 đồng một kg, cua có giá từ 200.000 đồng một kg, các loại cá từ 45.000 đến 130.000 đồng một kg, tôm có giá từ 300.000 đến 500.000 đồng một kg. Riêng giá thịt gà, thịt lợn gần như được giữ nguyên, ổn định. Cụ thể, gà có giá bán từ 70.000 đến 120.000 đồng một kg, thịt lợn từ 80.000 đến 90.000 đồng một kg tùy loại. Giá các loại rau xanh giữ ở mức ổn định so với nhiều ngày trước đó và lượng rau củ quả tương đối dồi dào. Bắp cải 5.000 đồng một cái, cà rốt 10.000 đồng một kg, cải thảo 10.000 đồng một kg. Ngày 27 Tết, nhu cầu mua sắm các mặt hàng bánh kẹo, đồ uống đã tăng cao nhưng mức giá vẫn ổn định. Hàng hóa phục vụ Tết năm nay được đánh giá là đa dạng về mẫu mã, nguồn cung dồi dào. Các mặt hàng bia rượu và nước giải khát giá tăng nhẹ. Cụ thể, bia Hà Nội có giá 235.000 đồng một thùng, bia Sài Gòn 230.000 đồng một thùng, bia Heineken 380.000 đồng một thùng, tăng từ 10 đến 20.000 đồng mỗi thùng so với ngày thường. Các loại nước ngọt giá dao động từ 170.000 đến 220.000 đồng một thùng. Bánh kẹo năm nay có sự thay đổi đa dạng về hình thức, mẫu mã và giá cả từ vài chục nghìn lên đến vài trăm nghìn. Giỏ quà Tết trung bình có giá khoảng 500.000 đồng. Các loại bánh kẹo Việt Nam năm nay có chất lượng và mẫu mã đẹp, được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn. Năm nay nói chung là sản phẩm rất là đa dạng, chủng loại đa dạng, phong phú.
cũng là rất là đảm bảo, rất là tốt. Tôi rất là yên tâm với hàng hóa trong dịp Tết năm nay. Thời điểm này, tại các vườn quất, quýt, bưởi cảnh ở huyện Khoai Châu, du khách và thương lái phải tìm mua nhộn nhịp hơn. Năm nay, các loại cây cảnh phục vụ Tết khá phong phú, đa dạng về chủng loại, từ cây bé để bàn, quất bonsai, tạo hình thú, tới cây cao, cây to, lộc bình. Hiện giá quất bán buôn tại vườn là từ 200 đến 300 ngàn đồng một cây, cao khoảng 4 mét. Quất cao to khoảng 2 mét, cây thế giá từ 1,5 đến 2,5 triệu đồng một cây. Quất lộc bình từ 800 ngàn đến 1,5 triệu đồng một cây. Quất tạo hình thú như lợn thỏ có giá từ 1 đến 1,5 triệu đồng một chậu. Quất cảnh bonsai trồng trong bình gốm, trong chum có giá từ 300 đến 500 ngàn đồng một cây loại vừa. Năm nay, thương lái khắp nơi tìm về đặt mua quất cảnh khá sớm. Đến thời điểm này, hơn 80% diện tích quất cảnh tại huyện Khoai Châu đã được thương lái đặt mua. Theo các chủ vườn tại xã Đông Tảo, Bình Minh, giá quất năm nay cao hơn mọi năm từ 15 đến 20%. Nhằm đảm bảo nguồn cung và nhu cầu chơi hoa, cây cảnh phục vụ người dân mua sắm Tết, nên giá ở khu vực Phố Nối, huyện Mỹ Hào được bình ổn, không xảy ra tình trạng khan hàng, nâng giá. Chợ hoa xuân tại khu vực nhà văn hóa trung tâm huyện Mỹ Hào đã được các tiểu thương tập kết hàng hóa từ ngày 25 tháng 1, tức là ngày 20 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Giá quất cảnh trong chậu loại nhỏ dao động từ 600.000 đến 800.000 đồng một chậu, giá bích đào trồng chậu từ 800.000 đồng đến 11 triệu đồng một cây. Đào cành có giá từ 230 đến 500.000 đồng một cành. Mai vàng nhập từ các tỉnh Quy Nhơn và Bình Định có giá từ 1,2 triệu đồng đến 15 triệu đồng một cây. Hoa lan và hoa các loại, giá cả không thay đổi so với giá ngày thường tại các nhà vườn. Ngoài ra, tại đây, Hội Thư Pháp cũng góp mặt và triển khai thư pháp mừng Đảng mừng Xuân và cầu phúc cho du khách có nhu cầu xin chữ đầu năm. Ngày 31 tháng 1, lãnh đạo Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương đã về kiểm tra công tác chuẩn bị cấp điện Tết Nguyên đán Kỷ Hợi tại tỉnh Hưng Yên. Qua kiểm tra, đoàn biểu dương Công ty Điện lực Hưng Yên đã chuẩn bị tốt các phương án cấp điện phục vụ nhân dân vui Tết đón xuân. Điện lực tỉnh cam kết và chuẩn bị đầy đủ các phương án đảm bảo cung cấp đủ điện cho nhân dân vui Tết đón xuân trong những ngày Tết. Từ trước đó nhiều ngày, đơn vị đã hoàn thành việc bảo dưỡng và sửa chữa toàn bộ hệ thống điện và có các phương án khắc phục sự cố, đảm bảo cung cấp điện thông suốt. Thưa quý vị và các bạn, gắn hiệu quả sản xuất tăng doanh thu với việc chia sẻ lợi nhuận cho người lao động đang ngày đêm gắn bó với công ty là một trong những chiến lược xuyên suốt và quan trọng của Công ty Cổ phần Tiên Hưng có địa chỉ ở thị trấn Phương, huyện Tiên Lữ. Bộ phận kế hoạch tài vụ của Công ty Cổ phần Tiên Hưng đang bận rộn chuẩn bị hơn 43 tỷ đồng để lo các khoản như tháng lương thứ 13, thưởng Tết cho hơn 2.100 lao động đang làm việc tại công ty. Năm 2018 được đánh giá là một năm không có nhiều thuận lợi với ngành may, song Công ty Tiên Hưng vẫn đạt doanh thu gần 500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là hơn 50 tỷ đồng, tăng 11 tỷ đồng so với năm 2017. Dù thời gian làm việc đã giảm 30 phút một ngày so với năm 2017, tức là chỉ khoảng 8 tiếng rưỡi một ngày và không phải làm chủ nhật, song mức thu nhập trung bình năm 2018 là 9,6 triệu đồng một người trên tháng. Ghi nhận những cố gắng của người lao động, Tết này, bình quân công nhân của Công ty Tiên Hưng được thưởng 23 triệu đồng một người. Có những người được thưởng Tết cao như chị Nguyễn Thị Nhẫn, xí nghiệp may 6, hơn 31 triệu đồng. Trần Văn Việt, xí nghiệp may 5, 30 triệu 700 nghìn đồng. Trong một năm vừa qua, tôi và các anh chị trong tổ đã cố gắng và hoàn thành các chỉ tiêu của ban lãnh đạo giao cho. Vì vậy tiền thưởng Tết của năm 2019 năm nay cao hơn năm ngoái. Các công nhân ở đây đều có tâm lý gắn bó với doanh nghiệp như mái nhà thứ hai của mình. Bởi không chỉ có việc làm ổn định, thu nhập khá, công ty còn quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, đầu tư thiết bị máy may hiện đại để hỗ trợ gia công, tăng năng suất và các chế độ ăn giữa ca. Hỗ trợ kinh phí cho công nhân viên là nữ có con trong độ tuổi mẫu giáo 150.000 đồng một tháng trên một cháu, hỗ trợ tiền nhà ở, xăng xe hơn 600.000 đồng một người trên tháng. Chiến lược của công ty thì năm 2019 này thì sẽ đưa vào hoạt động một khu nhà sản xuất 3 tầng, hệ thống điều hòa làm mát tổng và sẽ sử dụng tất cả các loại thiết bị hiện đại mới nhất để làm sao người lao động có năng suất cao, có chất lượng tốt và giảm giờ làm.
để và cái mục tiêu đề ra là năm 2019 sẽ thu nhập bình quân của cán bộ nhân viên thấp nhất sẽ là 10 triệu trở lên. Từ hiệu quả trong sản xuất kinh doanh năm 2018, công ty Tiên Hưng đã dành gần 500 triệu đồng để làm từ thiện nhân đạo. Điển hình như tặng quà trẻ em khuyết tật tại trường phục hồi chức năng huyện Tiên Lữ, các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Tiên Lữ, Ân Thi, Phù Cử và thành phố Hưng Yên. Cán bộ công nhân viên của công ty có hoàn cảnh neo đơn. Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Từ hơn 10 năm nay, công ty Tiên Hưng nhận phụng dưỡng hai mẹ Việt Nam anh hùng là mẹ Nguyễn Thị Gừng ở xã Ngô Quyền và mẹ Phạm Thị Đầm ở xã Dị Chế. Năm 2019 này, công ty cổ phần Tiên Hưng đang đầu tư gần 100 tỷ đồng để xây dựng thêm 20.000 m2 nhà xưởng và các thiết bị may hiện đại với mục đích thu hút thêm từ 600 đến 700 công nhân. Hy vọng đây sẽ là một bước tiến mới trong tiến trình đưa Tiên Hưng trở thành một doanh nghiệp may mạnh trong toàn quốc. Nhân dịp Tết Nguyên đán cổ truyền Kỷ Hợi 2019, thành phố Hưng Yên đã tổ chức trao tặng trên 6.100 suất quà Tết cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo và các đối tượng được bảo trợ xã hội trên địa bàn. Đây là hoạt động được thành phố tổ chức thường niên mỗi dịp Tết đến xuân về nhằm thể hiện sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội đối với các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo và các đối tượng được bảo trợ xã hội trên địa bàn, giúp các gia đình vui xuân đón Tết đầm ấm. Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, huyện Kim Động đã trao tặng gần 400 suất quà với tổng giá trị trên 300 triệu đồng tới người có công, gia đình chính sách, người mù, người nghèo, người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó, huyện đã vận động doanh nghiệp nhà hảo tâm ủng hộ và trao tặng 60 suất quà với tổng trị giá 40 triệu đồng. Đây là hoạt động ý nghĩa thể hiện sự tri ân biết ơn đối với người có công và sự quan tâm chia sẻ giúp hộ nghèo, đối tượng khó khăn được no ấm trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, cùng với chuyển gần 3.000 suất quà của Chủ tịch nước và trên 3.000 suất quà của tỉnh đến các đối tượng chính sách người có công với cách mạng trên địa bàn, huyện Văn Giang đã trích gần 60 triệu đồng từ Quỹ Đền ơn Đáp Nghĩa để thăm, tặng 85 suất quà, mỗi suất trị giá 700.000 đồng tới các mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ tiền khởi nghĩa và gia đình chính sách tiêu biểu. Dịp này, huyện Tiên Lữ đã trao tặng hơn 1.800 suất quà với tổng giá trị gần 1,2 tỷ đồng, tới người có công, gia đình chính sách, người nghèo, người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Bên cạnh đó, huyện cũng vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm xã hội hóa ủng hộ xây dựng quỹ vì người nghèo, trao tặng nhiều suất quà cho gia đình khó khăn. Thưa quý vị và các bạn, khởi động năm 2019, năm thanh niên tình nguyện, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh đã có nhiều chuỗi hoạt động thăm tặng quà ý nghĩa thiết thực dành cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mong muốn mang đến một mùa xuân Kỷ Hợi 2019 ấm no, sung túc. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh đã đến thăm và tặng quà cho 250 hộ gia đình tại hai huyện Kim Động và Mỹ Hào có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng. Hội cũng đã dành tặng 13 tấn gạo cho 10 huyện thành phố để giúp đỡ hộ nghèo. Tiếp nối chương trình tình nguyện mùa đông năm 2018 và xuân tình nguyện 2019, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh cùng với các doanh nghiệp tổ chức đi thăm tặng quà 105 hộ nghèo và 58 học sinh của trường mầm non xã Vĩnh Yên, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn. Tại đây, bên cạnh việc hỗ trợ kinh phí xây nhà tiêu hợp vệ sinh, hội đã dành tặng 6 tấn gạo cùng nhiều quần áo, giày dép, bánh kẹo, đồ dùng sinh hoạt cho trường mầm non Vĩnh Yên và các hộ dân, tổ chức khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho 105 hộ nghèo của xã. Đồng thời, tuyên truyền giúp người dân có thêm kiến thức và hiểu biết về việc bảo vệ sức khỏe của bản thân. Cũng nhân dịp này, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh đã đến thăm và tặng quà đồn biên phòng Thanh Lòa, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, trồng 200 cây nhãn lồng Hưng Yên tại thành phố Lạng Sơn. Tổng giá trị các chương trình lên đến gần 1 tỷ đồng. Chương trình thiện nguyện đầu xuân Kỷ Hợi 2019 được coi là chương trình phát động và tạo sự lan tỏa đến các đoàn viên thanh niên, các huyện thành đoàn trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự tối mai của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Nhiều hoạt động thăm hỏi tặng quà Tết gia đình chính sách. Làng hương cao thôn xã Bảo Khê những ngày cuối năm. Cảnh báo ngộ độc thực phẩm trong ngày Tết.
Kính mời quý vị và các bạn chú ý đón xem.